Vì sư hàng ngày con đều mua mua một tờ vé số với tâm mong muốn có nhiều tiền để làm phước bố thí cúng dường làm những việc thiện lành. Còn số tiền còn lại con sẽ lo cho việc ăn uống, lo việc học pháp, nghe pháp, làm những điều thiện lành. Chứ không phải mong chung số để con hưởng thụ cá nhân thì con có lọt tâm tham không sư? Ví dụ như con ao ước chung số để có một căn nhà ở ổn định bình thường, đủ ăn đủ uống đủ mặc, rồi dành nhiều thời gian để học pháp, nghe pháp, làm những việc thiện lành, thì như vậy có phải tham và tạo ác nghiệp không? Con ao ước chung số để phục vụ nhu cầu đời sống hàng ngày, để tu tập và làm những việc lành chứ không tham chúng hưởng thụ cá nhân. Quý vị biết là sư nhiều lần sư khuyên quý vị nên thực hành tứ niệm xứ. Bởi vì khi mình thực hành tứ niệm xứ, tâm của chúng ta trở nên nhạy cảm hơn, trở nên thành thật hơn, và mình sẽ thành thật với chính mình. Mình không có lừa, mình dối người. Còn khi mà mình không có sự thực hành, đặc biệt là thực hành tứ niệm xứ, thì cái tâm tham có mình không phát hiện ra được. Tham không biết là tham. Rồi mình đắp nó lên những cái lớp áo, những cái lớp vỏ bọc, rồi mình tự thuyết phục chính mình. Thì như vậy rất là kẹt, bởi vì đó, lâu ngày nó dẫn đến cái chuyện là lừa mình dối người, tham mình không biết là mình tham. Thành ra đó, sư nhắc quý vị ráng thực hành tứ niệm xứ. Bên cạnh đó đó, cái việc mà mình chơi vé số nó là một dạng của cờ bạc. Và trong kinh Tạng, cụ thể là kinh Giáo Thọ Tỳ Kha La Việt, Đức Thế Tôn có nhắc nhở cờ bạc là nguyên nhân gây phá sản. Thành thử tránh được thì nên tránh nha. Và nếu như mà quý vị vẫn cứ muốn rơi vào con đường cờ bạc á, mặc dù là quý vị lâu lâu chỉ chơi chút xíu vậy thôi, nhưng mà nên nhớ nha. Ác nghiệp thì dù ít nó vẫn cứ là ác nghiệp. Một viên muối dù chỉ là một viên thì nó vẫn cứ là muối thôi. Và hễ nó là ác nghiệp thì nó sẽ cho cái quả ác nghiệp. Và cụ thể nó sẽ cho cái quả là mình tán gia bại sản. Nếu như không phải đời này thì cũng là đời sau. Và chỉ có trong Phật pháp nha thì mình mới ý thức được một chuyện là chúng ta càng tham muốn, càng mong muốn có được tài sản thì chúng ta lại càng không có được tài sản. Bởi vì cái sự mong muốn đó bản chất nó chính là tâm tham. Chỉ có sự ly dục, sự không ham thích tài sản nó mới đem lại tài sản. Đấy. Thành thử ráng thực hành tứ niệm xứ để tránh những cái sự ngộ nhận không cần thiết. Và bây giờ tôi mời quý vị cùng nhau rải tâm từ.